Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và ngon giấc. Vâng, đầu tiên là, là vui vẻ đã rồi ngon giấc sao. Và chúng tôi sẽ đi vòng quanh thế giới với những thông tin uh, cập nhật trong 24 giờ. Uh, những cái bản tin vụn vặt là tiêu đề này, ở khu vực Trung Đông thì uh, ngày hôm qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ đã điều tàu sân bay rồi sau đó điều cả một tàu hạt tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đến khu vực Trung Đông, ngày hôm nay thì ông lại phê duyệt điều thêm một cụm tàu sân bay đến Trung Đông. Như vậy là khu vực này thì nước Mỹ đã có từ 2 cho đến 3 cụm tàu sân bay cộng với rất nhiều những cái nhóm tác chiến, đội quân có thể nói hùng hậu vượt trước cả cái thời điểm ngày 7 tháng 10. Chúng ta sẽ quay trở lại khu vực Trung Đông trong cái phần uh, bản tin phân tích chuyên sâu sau đây. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đặc biệt quan ngại rằng Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với sự đáp trả cực kỳ là khắc nghiệt đến từ nước Nga sau vụ tấn công bằng của quân đội nước này vào vùng tỉnh Kursk Vụ việc đã diễn ra dẫn tới hơn 100.000 người đã phải di rời nhà cửa và hàng nghìn người vẫn mắc kẹt ở khu vực biên giới nơi giao tranh. Các quan chức cấp cao của Liên bang Nga Belarus đã tiến hành thảo luận bí mật về những tình huống chính trị quân sự căng thẳng tại khu vực biên giới. Rất nhiều tin đồn cho biết rằng là có khả năng sẽ có những cái tuyên bố chung của Nga, Belarus hoặc một vài quốc gia thứ ba nào đó liên quan đến tình hình của uh, chiến dịch Kursk của Ukraine tại biên giới nước Nga. Tổng thống Nga Putin trong uh, phiên họp đặc biệt ngày hôm nay với lại uh, những quan chức trong hội đồng an ninh cũng nói rằng là không có chuyện ký kết uh, đàm phán hòa bình với lại uh, Ukraine khi quân đội nước này đang tiến hành những hoạt động tàn sát và tấn công nhắm vào nhà máy điện hạt nhân. Ở khu vực Đông Á thì uh, thông tấn xã Hàn Quốc cho biết là nước Mỹ và nước này, quân đội nước này sẽ chuẩn bị tiến hành một cái uh, chiến dịch tập trận kéo dài từ ngày 19 tháng 8 cho tới ngày 29 tháng 8. Uh, cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hàng năm có tên là Lá Chắn Tự Do Unchi. Và và chắc chắn rằng là cái sự kiện này sẽ uh, lôi kéo uh, Triều Tiên vào tập trận chung. Rất có khả năng tiều, Triều Tiên cũng sẽ nhân cơ hội này để thử vài quả đạn pháo mới sản xuất. Chuyện tương tự đang diễn ra uh, với lại Hải quân Mỹ giống như đã xảy ra với Hải quân Anh. Đó là Hải quân của nước này đang trải qua tình trạng tồi tệ nhất trong suốt 25 năm kể lại đây. À, vụ việc liên quan tới tình trạng bảo dưỡng cũng như là tuyển mộ những người à, lính phục vụ trên trong lực lượng hải quân. Một loạt các tờ báo thế giới đồng loạt đưa tin về chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine. À, tờ Economist thì nói rằng mặc dù quân đội Ukraine đã tung vào những đội quân thiện chiến nhất ở vùng Kursk nhưng mà kết quả thì còn rất hạn chế và đầy nghi ngờ Còn à, tờ Sunday Times thì nói rằng là Zelensky đã gây sức ép với các tướng lĩnh của mình trước khi tấn công vào vùng Kursk liên quan tới những nỗ lực tuyệt vọng nhằm thay đổi công luận rằng ông đang thua trong cuộc chiến với người Nga. Các vị chỉ huy quân đội Ukraine đã lưỡng lự bởi vì Ukraine đang ngập đầu với những vấn đề liên quan tới nguồn lực và con người đồng thời cái động cơ ở khu vực vùng Kursk nó mang tính chấn chính trị nhiều hơn là vấn đề chiến địa các quốc gia liên minh châu âu cũng đồng thời đưa ra một loạt những cái tuyên bố bác bỏ việc sử dụng ukraine các cơ sở lưu trữ khí ga ukraine cho liên minh châu âu bởi vì thời gian gần đây những cơ sở lưu trú khí ga này đã bị phía nga tập trung tấn công gây ra sự bất ổn rất đáng kể đối với lại cái nguồn khí ga rất quan trọng với Liên minh châu Âu. Được biết rằng là sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch cướp thì khí ga đã tăng tới 6-7-8% ở Liên minh châu Âu. Thông tin đến từ châu Phi. Gần đây thì Tổng thống của nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã có chuyến thăm và làm việc ở nước Nga. Trong đó thì nước Cộng hòa Trung Phi này đã ký thỏa thuận để hợp tác sâu rộng với lại nước Nga trên các khía cạnh quân sự và kỹ thuật. Hai bên cũng đã có những vụ uh, thương vụ hợp tác tại diễn đàn uh, triển lãm quân sự Ami 2024 đang diễn ra nước Nga. Cũng ở Châu Phi thì uh, những ngày gần đây um, ba nước liên minh đồng minh của nước Nga là Mali, Niger và Burkina Faso đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với ukraine và cáo buộc ukraine liên quan tới việc tài trợ và hỗ trợ khủng bố đồng thời kiến nghị lên hội đồng bảo an liên hợp quốc để mà có những hoạt động cụ thể đối với lại hoạt động của ukraine đội trong lãnh thổ đối với những phiến quân trong lãnh thổ của nước này về phía ukraine thì người ta nhìn thấy một sự hiện diện khá đáng kể liên quan tới các chiến trường mà nơi đó có sự có mặt của những đội quân wagner của nước nga đặc biệt là ở mali và ukraine cũng không giấu giếm khi mà họ đăng những cái video là quân đội của họ ở một mức độ nào đó đang chiến đấu ở sudan trong cái cánh quân đối lập với lại quân chính phủ được hậu thuẫn bởi người nga như vậy thì ukraine đang chứng tỏ và không biết là có chứng tỏ với bản dân thiên hạ và đồng minh của mình hay không nhưng ít nhất là đang chứng tỏ với người nga là họ sẽ tìm mọi cách để mà đối kháng với nga ở bất cứ một nơi đâu có cái lợi ích quốc gia của liên bang nga tất nhiên điều này thì nó cũng mang phong cách kurd rất là cao đúng không ạ bởi vì là chiến trường ukraine bây giờ lo còn không xong nhưng mà lại mở chiến trường mới để tặng cho người nga một chiến trường và bây giờ còn phiên lưu sang tận châu phi chiến dịch cớt của ukraine xảy ra bộ trưởng quốc phòng của nước này đã đồng loạt tiếp xúc với các bộ trưởng quốc phòng anh đức pháp và yêu cầu các bộ trưởng quốc phòng này cho phép sử dụng vũ khí của ba nước này tấn công vào lãnh thổ của nước nga ở vùng cớt hiện nay chưa rõ phản ứng của ba nước về phía anh thì chúng ta đã thấy điều đó đã diễn ra từ rất lâu rồi về phần mình thì chính phủ Anh cũng đã được tờ Sky News trích dẫn là họ không có ý định thay đổi những chính sách ủng hộ quân sự cho Ukraine, bất chấp những sự thay đổi về chiến lược của quân đội Ukraine gần đây khi mở chiến dịch tấn công vào vùng Kursk. Vâng, nhìn chung là nước Anh sẽ dành toàn bộ thanh xuân của mình chủ yếu là để chống nước Nga thôi. Cho dù là tình cảnh kinh tế xã hội của họ có tồi tệ đến bao nhiêu đi chăng nữa. Tại Trung Quốc thì uh, trong quý vừa qua, tức là quý 2 năm 2024, uh, chính phủ Trung Quốc đã chứng kiến một số lượng kỷ lục những nhà đầu tư nước ngoài đã rút một uh, những cái khoản đầu tư kỷ lục ra khỏi quốc gia này, uh, trị giá tới 15 tỷ uh, đô la. Đồng thời người ta cũng chứng kiến một số lượng kỷ lục các nguồn vốn chảy từ các công ty trong nước của Trung Quốc ra nước ngoài đạt tới mức độ uh, gần 100 tỷ đô la theo tờ Bloomberg. Điều này thì cũng không có gì ngạc nhiên. Ở Trung Quốc thì chúng ta cũng biết rằng trong thời gian gần đây ấy, cái cái nhu cầu nội địa, nền kinh tế của Trung Quốc đã tái cấu trúc từ cái việc là phụ thuộc vào các cái trụ cột bất động sản và xuất khẩu để chuyển sang nền kinh tế tiêu dùng nội địa. Nền kinh tế tiêu dùng nội địa là một trong dấu hiệu đã dẫn tới cái việc mà nhà các nhà đầu tư đã bớt đầu tư vào quốc gia này. Đồng thời mức sống của Trung Quốc ngày càng gia tăng cũng dẫn tới việc là các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc không còn kiếm được những khoản lời đáng kể từ việc là chi phí nhân sự vốn trước đây rất thấp thì bây giờ càng ngày càng cao. Quan chức của Lầu Năm Góc và Tình báo Israel cho biết là những hoạt động quân sự của Iran đã đạt đến một cái mức mà không khác gì hoạt động của họ trước vụ tấn công đáp trả vào lãnh thổ Israel bằng tên lửa hồi tháng 4 năm nay, và cảnh báo đòn tấn công đáp trả Iran có thể diễn ra trong vài giờ tới. Ở quốc gia Nam Cáp Cát, Georgia, chính phủ đương nhiệm của nước này đang có những cái tuyên bố Cáo buộc cựu tổng thống Saakashvili và một cái tổng thống được uh, nổi danh với lại một tên rất thú vị là tổng thống nhai Calavat. Uh, ông bị buộc tội bởi chính phủ đương nhiệm rằng là đã uh, khiêu khích trong một cuộc chiến với lại nước Nga năm 2008 mà mà những khiêu khích diễn tới cuộc chiến đó đến từ những chỉ thị uh, từ nước các cái thế lực ngoại bang. Hội đồng chính trị của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia à, đã ra phán quyết rằng cựu tổng thống đã sử dụng tới những hành động phiêu lưu ngày tháng 8 năm 2008 dẫn tới những kết quả đó là một cuộc chiến à, và dẫn tới kết quả là hai vùng tự trị Nam Osetia và Abkhazia đã tuyên bố ly khai khỏi quốc gia. Vâng, rất là thú vị khi trước đây chúng ta đã nhớ rằng các đảng cầm quyền trước của Georgia nói rằng chính nga là người đã khiêu khích cái cuộc chiến kể trên. Và gần đây thì có lẽ là cái cuộc chiến ở Ukraine đã khiến cho giới chính trị gia của Georgia đã tỉnh ngộ và một loạt những cái chính sách liên quan tới đất nước của mình, liên quan tới nước nga và liên quan tới mối quan hệ với phương tây có thể cho thấy rằng họ đang tìm kiếm cách để mà bình thường hóa quan hệ với nước Nga và xích gần hơn với Moscow và cũng như có khả năng để đạt được một thỏa thuận với nước Nga về số phận của lãnh thổ của hai cái vùng tự trị mà chúng tôi đã nói kể trên một cách hòa bình. Cũng bởi vì vấn đề này mà chúng ta thấy trong lòng của nước Georgia đã phát sinh ra rất nhiều những cái phong trào dân tộc À, trong đó thì có rất nhiều thanh niên đã tham gia vào các lực lượng à, lính đánh thuê trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng là bản thân ông à, Sakas Vikin đã từng làm những cái việc mà chúng ta thấy rằng đã dẫn ra à, dẫn tới cái cuộc chiến tương tự không chỉ ở Georgia mà còn ở Ukraine nữa. Tuy nhiên, cái động thái của chính phủ gần đây nhắm vào một người tổng thống đang ở trong tù và có lẽ là ông ấy cũng đang trải qua những cái ngày rất là tàn tạ trong tù. Thì uh, kết hợp với lại những cái tin đồn rằng là rất có khả năng những động thái của chính phủ này cũng nhắm cả vào bà tổng thống đương nhiệm, một cái người mà luôn có cái quan điểm đối lập với lại đảng cầm quyền của bà thủ tướng và không khác gì những hoạt động của bà không khác gì cựu tổng thống Sargsiukhi. Ở Venezuela thì chính phủ nước này nhận được một cháp của chính phủ Mỹ nói rằng là chính phủ Mỹ sẽ đưa ra những cái lệnh ân xá đối với ông tổng thống Venezuela đương nhiệm Maduro nếu như ông chịu trao trả lại quyền lực. Đấy. Bởi vì là ông đã tiếm quyền và đã làm giả những cái giấy tờ sổ sách kết quả tranh cử và bây giờ Ông đang là một cái tổng thống đại khái là ngoài vòng pháp luật, còn người chiến thắng chính là lãnh đạo của đảng đối lập. Tuy nhiên ở trong nước thì Ủy ban Bầu cử Trung ương của quốc gia của Venezuela đã nói rằng là không có bất kỳ một cái chính đảng hoặc là đảng đối lập nào đã giành được 40% phiếu bầu và hơn đảng của ông Marudo. Và họ cũng không tiến hành cái việc là trình bày, trình diện những kết quả bầu cử cộng với lại những chứng cứ hợp pháp. Vâng, như vậy là rất thú vị khi mà nước Mỹ lại có thể ân xá tổng thống của Venezuela. À, trước đây thì chúng ta đã dự báo về việc là sẽ có cách mạng ở Bangladesh, đúng không ạ? Mà tất nhiên chúng ta cũng sẽ dự báo Bangladesh còn không quan trọng với Mỹ bằng Venezuela. À vâng, nhưng mà có vẻ như Venezuela thì đã được phía Nga và Trung Quốc hậu thuẫn bí mật đằng sau, còn Bangladesh thì dường như đã không có sự che chắn nào đến từ các quốc gia này, cho nên đã rơi vào vòng tay của phương Tây trong cuộc cách mạng màu gần nhất. Vâng, đáng nhẽ bây giờ Ủy ban uh, Hòa bình uh, cứ thành lập một Ủy ban Hòa bình BRICS đúng không ạ? Trong đó thì thiết lập ra một cái lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để mà chống các cuộc cách mạng màu, chống các cuộc ám sát biểu tình đảo chính ở các quốc gia thuộc 80% thế giới của bán cầu phương Nam. Và mà chúng ta sẽ kết thúc cái phần tin vắn này liên quan đến tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hôm nay thì người ta không ghi nhận được một vụ tấn công đáng kể nào nữa. Tuy nhiên thì nhóm chuyên gia của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tại nhà máy vẫn chưa thể đưa ra quyết định được đâu là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy nổ trong nhà máy điện à, hạt nhân Zaporizhia dẫn tới hệ thống làm mát đã bị à, ảnh hưởng. Trước đó thì các quan chức của nước Nga và công ty Rosatom, mà công ty năng lượng nguyên tử lớn nhất của nước này, đã nói rằng Zaporizhia là bị Ukraine tấn công khủng bố à, hạt nhân và hai cái tháp làm mát đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, đã bị à, thiệt hại một cách nghiêm trọng bởi hai đoàn tấn công trực tiếp đến từ UAV xuất phát từ lãnh thổ Nikopol ở phía đối diện bên phần Ukraine kiểm soát và uh, chúng ta sẽ cùng nhau để đến một cái sự kiện ở nước Mỹ khá là thú vị nó thú vị như thế này các vị ạ. tức là cách đây khoảng thời gian không lâu vài giờ thôi thì người ta đang đưa ra một cái cái sự kiện thú vị về việc là Elon Musk, tỷ phú Elon Musk, sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp với lại ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Ai cũng biết là ông Elon Musk là một người ủng hộ Donald Trump một cách cực kỳ là cuồng dại. À vâng, cuồng nhiệt, xin lỗi. Nhiều khi nói nhiều quá nó loạn loạn ngôn, quý vị ạ. Vâng, tất nhiên là sự kiện này sẽ làm cho rất nhiều người lo lắng. Tất nhiên là những người theo cái phe cánh tả, đúng không ạ, tức là Đảng Dân Chủ. Nhưng tất nhiên, ở nước Mỹ thì người ta không thể nói gì được. Tuy nhiên thì Liên minh châu Âu gần đây, họ đã thể hiện ra những cái bộ mặt liên quan tới quyền tự do ngôn luận rất nhiều. Rất nhiều người đang bị bắt ở Anh. Rất nhiều người đã bị bắt và cầm tù ở châu Âu vì ra những cái tuyên bố chẳng hạn như là ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine, rồi ủng hộ Palestine trong cái cuộc xung đột ở Israel, Palestine, Gaza, và tất nhiên thì một cái cuộc phỏng vấn giữa donald trump và elon musk là hai người có cái xu hướng gọi là cánh hữu cánh hữu thì chúng ta cũng biết rằng bản thân liên minh châu âu à, cũng coi những lực lượng cánh hữu là kẻ thù chính trị của chính trong lòng của vùng lãnh thổ của bọn họ như vậy thì họ rất lo lắng donald trump là một người có chủ trương chống liên minh châu âu à, chống nato và tất nhiên là chống những thế lực cánh tả đang thống trị ở châu Âu. Còn uh, Elon Musk thì có cái nền tảng mạng xã hội Twitter, bây giờ chúng ta gọi là X, và bản thân cá nhân ông thì cũng luôn nhắm vào việc bôi bác, tấn công về uh, truyền thông đối với lại quan chức Liên minh châu Âu. Những ngày gần đây thì Elon Musk đã đăng ra rất nhiều những cái ảnh chế, ảnh hài uh, nhắm vào gọi là Liên minh châu Âu. Uh, trước khi mà có một cái phiên phỏng vấn trực tiếp giữa Elon Musk và tỷ phú Donald Trump, cựu tổng thống, thì Liên minh châu Âu đã rất lo lắng. Và họ nói rằng là nếu Elon Musk mà không kiểm duyệt Donald Trump, có nghĩa rằng là bưng bít che đậy hết, không được phép phát những cái thông tin đến từ Donald Trump thì Liên minh châu Âu sẽ tiến hành những biện pháp tèn tén tèn nào đó đối với lại Elon Musk và khả năng họ sẽ khóa ứng dụng của ông hoạt động ở châu Âu là rất cao tuy nhiên thì donald trump và elon musk là hai người đã từng bị dọa rất nhiều rồi đúng không ạ và họ vẫn tiếp tục công việc của mình và tất nhiên chúng tôi đang muốn giới thiệu cùng quý vị đến bài phỏng vấn của elon musk và donald trump và trước khi nó diễn ra thì cái kênh của elon musk cái ứng dụng twitter đã bị tấn công đi đốt trên quy mô lớn Elon Musk nói rằng đây rõ ràng là một trong những cái biểu hiện của việc là Donald Trump đã bị các thế lực chống đối tấn công và ngăn chặn tiếng nói của ông được nghe rộng rãi trên toàn thể thế giới. Cuộc phỏng vấn diễn ra lòng vòng rồi bắt đầu vào những cái nội dung khiến người ta gọi là quan tâm. Trong đó thì Elon Musk đã khen ngợi Donald Trump là những hành động của Donald Trump sau khi bị ám sát hụt là vung tay lên trời và tuyên bố về việc mình sẽ tiếp tục chiến đấu là một hình ảnh rất biểu tượng và rất truyền cảm hứng. Donald Trump thì đã nói rằng ông cảm ơn những người nhập cư trái phép bởi vì trong quá trình ông xem những biểu bảng biểu liên quan đến nhập cư trái phép ông đã phải nghiêng đầu và khoảnh khắc nghiêng đầu đã cứu mạng ông, đã khiến cho viên đạn chỉ có bay sượt qua tai mà thôi. Và tất nhiên rồi, sau khi mà những thứ để liên quan tới các cái việc đánh bóng tên tuổi thì Elon Musk đã hướng câu chuyện của mình tới một chủ đề mà Donald Trump rất yêu thích, đó là đối thủ của ông, bà Phó Tổng thống Kamala Harris và cũng là ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho chức vụ tổng thống. Donald Trump đã bắt đầu bằng uh, những luận điệu phê phán Kamala Harris vì sự đạo đức giả của bà ta. Trump buộc tội Harry là đã đánh cắp rất nhiều những cái ý tưởng mà đầu tiên thì nó xuất phát từ chính bản thân ông. Trước đây thì uh, Kamala Harris cũng đã từng chỉ trích về những cái ý tưởng của Donald Trump. Khi mà thuê rất nhiều những cơ quan gọi là liên quan tới việc giám sát của FBI. Chúng ta nhớ rằng ở nước Mỹ có cái lực lượng mà 80.000 nhân viên IRS để mà làm các cái công việc như giám sát này nọ liên quan đến chi tiêu rồi vân vân của nước Mỹ bây giờ đấy. Thì ngày xưa Donald Trump đã đưa ra ý tưởng này. Lúc bấy giờ Kamala Harris thì đã gọi là chống đối ý tưởng kể trên và cáo buộc Donald Trump với rất nhiều những cái luận điệu chống đối thế nhưng mà bây giờ thì chính bà Kamala Harris đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của chính phủ là đã thuê tới 88.000 nhân viên IRS để nhắm vào cái việc là gọi là soi mói những cái chi tiêu và thu nhập của những người ví dụ như là hầu bàn những cái người làm những cái công tác mà ở Việt Nam mình như kiểu là những cái nghề nhỏ nhỏ mà không thu được thuế đấy đại loại như vậy thì nước Mỹ đã tuyển bộ được 88.000 người để chuyên phục vụ cho cái mục đích thu thuế với những cái người đại loại kể như đối tượng kể trên 88.000 người sau đó thì uh, elon musk đã ra một cái cảnh báo rất là xám xịt đối với lại tương lai của nước mỹ nếu như tình trạng uh, về các chính sách của đường biên giới vẫn tiếp tục hiện nay dẫn tới sự đổ bộ ồ ạt quy mô lớn không thể ngăn cản của những người nhập cư bất hợp pháp đến từ mỹ latinh trong đó ông đã cảnh báo rằng tôi không Chắc rằng chúng ta còn duy trì được quốc gia của mình nếu như đường biên giới của chúng ta tiếp tục như thế này trong vòng 4 năm nữa. Còn Donald Trump thì như đổ thêm dầu vào lửa, ông nhấn mạnh rằng nếu như mà Kamala Harris mà trở thành Tổng thống, thì không chỉ là như thế này mà một năm chúng ta có thể có tới 60 triệu người nhập cư trái phép từ khắp nơi trên thế giới, tức là gấp tới uh, 7-8 lần con số hiện nay vâng hơn thế nữa tôi còn không nắm được thông tin, à, có lẽ là rất nhiều, 5 60 triệu người thì bằng một cái quốc gia tầm trung mất rồi. Trong những khoảnh khắc à, có thể nói là vui vẻ một cách tàn nhẫn của Donald Trump, ông không quên nhắc về đối thủ chính trị của ông một thời, đó là ông Joe Biden. Ông đã nói rằng Joe Biden là một nhà lãnh đạo có chỉ số IQ rất thấp, thậm chí tôi nghi ngờ rằng ông ấy chả có tí IQ nào, có nghĩa là chỉ số IQ bằng 0. Ông nói rằng là chả có một cái chính sách nào nó thể hiện một tí trí tuệ nào đến từ nhà lãnh đạo đương thời của chúng ta. Về phần mình thì Elon Musk với tư cách là một trong những nhà kinh tế thuộc tầng thượng đẳng bởi vì ông là một trong những người giàu nhất thế giới, sở hữu nhiều công ty đình đám, đã đưa ra đề xuất là một cái kế hoạch thực sự táo bạo để cắt giảm chi tiêu của chính phủ và kết nối việc lạm phát tràn lan trên đất Mỹ có liên quan trực tiếp tới chính chính phủ đang chi tiêu quá bạo tay. Ông nói rằng là lạm phát ngày nay đến từ việc chính phủ của chúng ta đã bạo chi quá mức, bởi vì là những cái khoản tiền chi từ chính phủ, in từ chính phủ và không bao giờ được kiểm chứng và không bao giờ được bên thứ ba kiểm soát. Trong đó ông đề cập tới việc thành lập ra một ủy ban cao cấp đặc biệt liên quan tới sự hoạt động hiệu quả của chính phủ để soi xét và giảm những cái chi tiêu không cần thiết và chỉ ra rằng những khoản thanh toán chỉ riêng cho phần lãi suất của nợ quốc gia bây giờ đã vượt cả ngân sách quốc phòng hàng năm một tình huống mà có thể nói rằng chưa có tiền lệ trong lịch sử và cần phải giải quyết ngay và cuộc uh, phỏng vấn của hai nhân vật đình đám nước Mỹ chỉ trong uh, thời gian rất ngắn đã uh, thu hút tới uh, gần 100 triệu lượt view uh, tiếp theo thì uh, Donald trump cũng đã chia sẻ một loạt những cái uh, thông tin ông uh, nói rằng là tình huống ở khu vực Trung đông bây giờ rất có khả năng leo thang tới cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba nếu chính phủ đương nhiệm của ông Joe biden không hành động khẩn cấp và tất nhiên là ông cũng nhắm vào những người Do Thái khi nói rằng là một cuộc tấn công vào Israel sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống của nước Mỹ. Và có khả năng tuyên bố này của ông sẽ kiếm được không ít phiếu đến từ những người Do Thái ở Mỹ. Ông cho rằng người ta đang quá kỳ vọng vào một vụ tấn công của Iran vào Israel, nhưng khả năng cao là Iran sẽ không tấn công. Tôi cũng có thể ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine Bất kỳ một người tổng thống thông minh nào cũng có thể làm điều đó và đã lên làm điều đó. Và tất nhiên là nếu cuộc chiến Ukraine không xảy ra thì cuộc xung đột Trung Đông cũng sẽ không bị xảy ra, cũng sẽ không bị kích hoạt vào thời điểm ngày 7 tháng 10. Vâng, nếu tôi là tổng thống. Và như vậy là chúng ta sẽ rời khu vực nước Mỹ với thông tin là trong những ngày vừa qua chúng ta đã không nghe thấy bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những vấn đề kinh tế ở nước Mỹ nhưng đến hôm nay thì người ta mới phát hiện ra trong suốt một tuần vừa qua ngân hàng trung ương Mỹ và ngân hàng trung ương Anh đã bơm vào thị trường tới 78 tỷ đô la để cứu vãn cái ngày thứ hai đen tối tuần trước các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Mỹ đang mất đi động lực và đây là một trong những cái tin cực kỳ tồi tệ đối với lại cựu tổng thống à xin lỗi quý vị, phó tổng thống Kamala Harris khi mà bà đang tranh cử chạy đua cho chức tổng thống nhiệm kỳ tới và nếu một cuộc suy thoái xảy ra hay là một sự suy giảm của nền kinh tế có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng tới tham vọng tổng thống của bà. Ấn phẩm Economist hàng đầu của nước Anh nói rằng rất có khả năng cử tri người Mỹ sẽ trừng phạt bà Kamala Harris cho sự thất bại của nền kinh tế. Bởi vì là dưới thời của ông Joe Biden thì bà là một trong những người ủng hộ những cái quyết sách của Tổng thống một cách gọi là toàn tâm toàn ý nếu không muốn nói là những chính sách đó thậm chí còn đến từ chính bản thân bà vâng và chúng ta sẽ đến và kết thúc ở khu vực trung đông như vậy là uh, những thông tin khẩn cấp cho thấy quan chức mỹ tình báo israel vẫn tiếp tục cảnh báo cách đây ít giây rằng một cuộc tấn công trên quy mô lớn của iran nhắm vào israel có thể diễn ra trong bất kỳ một khoảng thời gian nào sắp tới còn chính phủ Mỹ thì đã lên tướng cảnh báo là sẽ tung những đòn đáp trả cực kỳ là khủng khiếp với Iran trong trường hợp nước này đi quá giới hạn trong việc tấn công Israel, đồng thời là tiếp tục những chính sách cung cấp vũ khí cho nước Nga để làm trầm trọng thêm cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Trước tin đồn Tehran có thể cung cấp cho Moscow hàng trăm tên lửa đạn đạo Vâng, cái tên lửa này rất rất giống như là attack các quý vị. Quan chức Mỹ nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng để uh, tung ra một sự đáp trả nhanh chóng và cứng rắn nếu Iran tiếp tục uh, cái kế hoạch cung cấp cho nước Nga tên lửa đạn đạo kể trên. Những uh, chiếc tên lửa này trong góc nhìn của chúng ta, chúng tôi sẽ là một sự leo thang một cách nghiêm trọng đối với lại tình hình uh, cuộc chiến mà nước nga đang tấn công vào ukraine và, và và tất nhiên rằng là chúng ta cũng biết những người nói là là năm sáu cái bộ mặt cũ dích ở trong nước mỹ đó là vedan petan và một cái người nghe thì rất khó nhớ nhưng mặt thì nhớ ngay bởi vì là mặt nó che hết cả mắt mũi ngày hôm nay thì cũng có một loạt những cái thông tin thú vị liên quan đến các nước châu Âu về tình hình Trung Đông. Trong đó thì uh, lãnh đạo của ba nước Anh, Đức, Pháp đồng thời trước đây thì các ông đã đưa ra các cái lá thư riêng, nhưng lần này thì các ông đồng thời cùng viết một lá thư và chữ ký ở dưới cùng lúc và gửi tới Tân Tổng thống Iran nói rằng là xem xét lại những kế hoạch đáp trả của mình để không leo thang tình hình ở trong khu vực. Sau đó thì người ta đã đưa ra những tin thậm chí là thủ tướng Đức và sau đó là bộ là là thủ tướng Anh cũng đã chính thức gọi điện trực tiếp cho tổng thống Iran yêu cầu ông không tấn công trả đũa Israel. Còn quân đội Israel, tổng tham mưu trưởng đã gióng hồi chuông cảnh báo ở mức độ cao nhất, tình trạng cảnh báo cho quân đội nước này là sẵn sàng đáp trả những đợt tấn công của Iran trên quy mô lớn chưa từng có. Tờ Wall Street Journal đã tuyên bố rằng có khả năng cuộc tấn công đấy sẽ xảy ra vào đêm nay. Và lại một đêm nữa, những người quan tâm cuộc chiến này sẽ lại phải mất ngủ rồi. Trong khi đó thì máy bay của Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas đã đổ xuống sân bay thủ đô Moscow. Vâng, ông dự kiến sẽ gặp và Tổng thống Vladimir Putin. Vâng, trông thế thôi, nhưng mà ông Abbas là một tổng thống già nhất thế giới, già nhất trong các tổng thống thế giới đấy quý vị ạ. Vâng, đây là lá thư của ba vị thủ tướng Anh, Đức, Pháp mà tôi vừa nói xem. Trông thì cũng rất dễ làm giả, đúng ạ, nhưng mà cũng không lý do gì phải làm giả. Về phần mình thì Palestine, sau cái thảm kịch mà Israel đã tấn công vào lãnh thổ của họ cách đây vài ngày đã dẫn tới sự thiệt mạng của khoảng 100 người, có ít nhất 11 trẻ em và 6 phụ nữ. Thì chính phủ nước của vùng Gaza đã tuyên bố rằng là nước Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cái vụ thảm sát kể trên và những vụ thảm sát trước đó. Đặc biệt là cái vụ thảm sát này nó chỉ diễn ra vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố là sẽ cung cấp cho Israel khoản vị trí khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 tỷ đô la, trong đó mang theo những quả bom và đạn đã được sử dụng để tấn công vào cái trại kể trên khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có loại đạn Mk84 đến từ được phóng ra từ máy bay của lực lượng hàng không quân Israel vâng và chúng ta sẽ kết thúc với hình ảnh về những chiến hạm rất là phong cách của nước nga nhưng mà một điều khiến chúng ta rất là thú vị đó là trong khi nước nga đang mải mê đánh nhau họ vẫn tiếp tục bàn giao cho ấn độ liền lúc hai chiếc tàu gọi là khu trục và lớp gọi là tawa đây là những cái tàu khu trục thuộc dự án 11356 và là những cái tàu khu trục rất là lợi hại liên quan tới việc là triển khai các vũ khí tên lửa dẫn đường được phát triển bởi quân đội Nga cho hải quân Ấn Độ. Vâng có vẻ như là chúng ta đã có những cái sự tính đánh giá nhầm về khả năng quốc phòng của nước Nga một lần nữa. Uh, đâu đó người ta vẫn nói rằng là nước nga trong năm 2024 này đã đạt nhận được cái đơn đặt hàng quân đội uh, quân sự kỷ lục uh, tới 80 tỷ đô la đấy tôi không biết là cái khung thời gian là nó diễn ra trong năm nay hay là trong 12 tháng trước đây hay là như thế nào hay là trong năm 2023 nhưng cơ bản đó là một con số mà chuyên gia uh, quân sự của nước này nói rằng lớn nhất từ trước đến nay tức là mức kỷ lục ấy À, như này thì có rất nhiều việc cho gọi là các nước gọi là ong ve rồi, đúng không ạ? Tha hồ mà sản xuất. Vâng, thông tin quốc tế ngày hôm nay chúng ta chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây.